រុស្ស៊ីនិងអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ក្នុងចំនួនការទូតដ៏ក្រៅគគុកហើយនៅពេលនេះអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជំរុះនេះផ្ដើមចេញពីរុស្ស៊ីដោយសារតែរុស្ស៊ីមើលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាអ៊ីរ៉ាពីតមានលក្ខណៈលំអៀងខ្លាំងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែល នេះបយោគតាមមន្ត្រីចងខ្ពស់របស់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24កក្កដាប្រភពដដែលនេះបានដឹងថាដោយសារតែករណីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្តឹងទៅតុលាការរបស់ប្រទេសនេះឲ្យបិទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ជនជាតិស្វីសឬសហគមន៍ស្វីសនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះគឺអ៊ីស្រាអែលបានកោះហៅឯការទូតរបស់ខ្លួន នៅទីក្រុងមូស្គូឲ្យមកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញដើម្បីប្រឹក្សាកំណត់គ្នាថាតើត្រូវឆ្លើយតបនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយម្តេចចំពោះការបិទភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ការឈ្វីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាភាពតានតឹងនេះដែលអ៊ីស្រាអែលជំទាស់ដាច់ខាតមិនឲ្យក្រុងមូស្គូបិទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានការសហគមន៍ឈ្វីនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះគឺខ្ល้ายជាទីលានប្រយុទ
ឆ្លើយតបនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយេអាឡាពីតដែលខុសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនគឺលោកណាតាលីប៊ីណេតដែលឈរនៅចំណុចកណ្ដាលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះរងការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីវូឡូឌីមៀស្លែនស្គីដោយចាត់ទុកថាការមកសម្រុបសម្រួលរបស់លោកណាតាលីបេណេតមានគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពូទីននៅតែប្រកាន់ជំហរវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែមានវិធានការតឹងរ៉ឹងជាងការសម្រុបសម្រួលមួយវិញទៀតប្រធានាធិបតីវូឡូឌីមៀស្លែនស្គីខកចិត្តនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាតាលីប៊ីណេតជាខ
xong tinh áo vật bị Israel cứ bập bòn cà phê đàn nạc ca ai rừng đầm. Hồi bật thú bay chia xa rốt âm rích bằng châu mình châu ở Israel bằng chú nạ vật ní lộ tự áo Ukraine cơ đau nụ có lộ Natalie Bennett mình prom nụ tì. Tại mặt đó, ca châu căn năm nay đọc bọc nì dô rập mình trái thamay cứ lộ cha ê là bịt cứ khó phí lộ Natalie Bennett cứ lộ tăng tay bởi chăng nâng cha rốt chơi liên biên rồi bỏ rú xì từ lưu tức đây Ukraine cứ tăng bị lộ chi rốt mình trái ca bởi tế rập bọc nì dô rập mình trái Natalie Bennett mà đây. À lời đi, lộ cha ê là bịt trái bàn cái mơ khinh tha miên tâm nẹ tâm nông chất sạch chi khlăng cho mùi nâng tì krong Washington bằng tòa bì lộ Biden bạn một thứ tu sân ác cách tốt nơi lưu tắc đầy Israel đời bạn chụp nâng mê rừng nòm rụng ni hỏi thật tụ bạn ca sva công giang rẹt tẹt hỏi lúc bài đơn cơ châu rung nông bị thi xa sân ác chú ý nơi Israel tiết phòng lúc giá ế là bít bạn châu căn năm nay nhìn dụ ở rộng bàn trầy chúm nuốt lúc Natalie Bennett nụ cứ nơi thay tìm mùi các cả đà lúc nhìn dụ ở rộng bàn trầy rụng ni bạn bình chạy nơi nông cách bình chung gần ạ rộng bàn trầy rồi bác lô bà chăm xa bà đà đòi bàn đi dây thả kà ra gia lai nơi tì phà nghe giá bà bát ca xa công chúi nơi nông bà tì rô si bà chô mộc nâng ca bắt đòi ẩm nai rồi bác tù la ca tì krong mô sku bình nụ hai đại lô bà miên tha tùm nét tùm nông Israel nâng rô si nâng thu lạc nông giá thà nập hiệp thôn thường ngộ kế bấm đăng tha ta ca bà miên rồi bác nì dô ra mặt trách thamay Israel từ lưu rô si rô ni bà sân bà tù la ca rồi bác bà tì rô si ni nông ca bác chùm đông chùm nạc đây nơi thay tì mập hay bà bay ca gà đà hỏi chuyên tật đó ca bắt tì phà nghe xa bà răn bát ca chùi mê nụ ta vì thiên ca rồi bác Israel miên đùi mà đạch tù la ca thì krong mô sku bà nì dây ca bì xa bà môn tha tù la ca ni bàn tự tù dùm nà xóm ai rùm liê tìm năng nghe ra bà răn bát ca giả cùng chúi nơi lưu tức đây Israel nung hơi trực bác chùm nôn chùm đẹp đây nơi thay mà phay bà răn bay cả đà
đã chất tục tha tìm phía nạng nghe ni miên ca rầm lộp lượt chậm bạp mươi chậm nuôn ni bà tì rù xì. Tam sao vỡ đà, ni tìm phía nạng nghe giá công chúi ni đại miên nơi lượt tức đây rù xì cứ đâm bay promo chết xa chúi đại bán bạch ngay tăng bì môn sự kriêm lộp lượt tìm môi mộng lẻ cứ ơi promo bà đông phía vinh nơi bật đà bà thích chí chân tiên bần tay dâm rạp nơi tì krong mô sku cứ tìm phía nạng nghe xa bà răn bạc ca xa công chúi ni trang bàn bà cát lang nơi chân rồi hốt đó Israel bằng cách ruột rồi bác luôn ai bàn lăng vinh nơi chân mùi bọn bọn rồi sai sắp rộng bầy cứ đời xa tới cầm lăng rồi bác xã công chúi nơi cực bởi tì chuẩn chít chúi nâng nẹ nì dung chúi nẹ sở lãnh tức đây cầm nát rồi bác luôn nâng sở lãnh tức đây Israel bù kì phía trơn bàn xâm rạch mộc rô nơi lưu tức đây Israel vinh đập bây bà mô cầm lăng khía nơi chung vinh rồi thả bị bà rồi bác đàn đầy nâng mà chăm bộ bì. Nè, sân kết ca mơ khai thả, ca đại tà la ca Krong Moscow, nâng chiên tức đo ca rùm liê, tìm nàng nghe ra bà răm bạc ca xa công chúi nơi lưu tức đây bà tì rù xí nu, vì nóm tức áo nơi ca rư áng chết xa. Nâng bạc bọt đo sức sở đánh phiếp thông thương tư lưu xa công chúi nơi nông bà tì rù xí. Hói, cầm riêng cầm hành xô vát tư phiếp rộp bọc chôn chít chúi Israel tiết phòng. Được chân này hai bàn chìa rất thà bị bà rộp bàn đi dọa ra mặt trái và e la pít miên bà tì cam được đi. Đầm ná tu sản ác cách rộng bọc lúc Biden tự căn tật đây này mà chăm bộ bì. Đại bàn thua đầm ná tự căn bởi tư Israel. Hỏi tự tu sva công giang rẽ tiệm bì nì dụ rộng mặt trái và e la pít nâng giá công chú ý tiếp hoang nụ. Cứ lúc Biden bàn sản ác tư nì dụ rộng mặt trái rộng bọc lúc và e la pít ở bạc chùm ho. Sa prân bạc ca chùm hồi giá rốt Ấm rích chùm vinh ca đại Israel ai thua tự bàn nông ca chú ý giang nà. เอาอุยเกรนมีนปริบหนึ่งตัวระยะเพียบโครงการกาเปียดในระบบครุ่นจมูกหนึ่งกาเชียนเปียนปีจำนวนมาอำนาจรัสเซียได้ในปีนู้เกิดสังเกตขึ้นโลกยาเอลาปิดนิยมรัฐมนตรีทำไมระบบอิสราเอลนี้หัดโดยเชียร์ความตรอโลกไบเดนรุดเตอร์ฮาวิโดยจะในฮาวิบานเชียร์รัฐบาลที่กรมมุสโกจัดวิธีนาการเตลือสหกรมชวีอิสราเอลในเลือกตั้งในรัสเซียโดยนี้ บาจุบลุสขนงสถานการณ์ดุจนี้ทะเลขนงเพียบตันตังผมอาจสับสักเนียบานจำนองอิสราเอลอาจหนึ่งช่วยอเมริกคือช่วยอุยเครนนงกาพดอลอาวุธนามวยตึกเอารัฐบาลรัฐบาลโลกวิลเลอร์ดิมิเอสเซเลนสกีปัจจัยอาวุธได้อเมริกจังเอาอิสราเอลช่วยตึกอุยเครนนึงคือประปอนบิซิลไอรันดัม ได้อิสราเอลประปรายังมีประสิทธิภาพขนงสังเครียมดับมวยทั้งไงกาปีชั่มตะมันนี่ ในสกิมเรเวียนแดนใดปาเลสไตน์นังอิสราเอลเฮาประปอนไอรันดัมนี่บังตำแหล่รถไกด์นังกำจุรุยรถบัสฮามาสปาเลสไตน์คือสังบานมวยร้อยพิโรยนี่กาบังตำแหล่มันเอาแทะเลือดแดนใดอิสราเอลบานดุตีไอรันดัมนี่เฮาได้ตำนองถือเอาอุยเครนจังบานยกเตอร์บัมเปอเอากองตัวอากาศระบักลุน ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info